trái ngược với chính sách đánh thuế vào các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện tại thì các công ty sản xuất vải dệt của Trung Quốc lại là khu vực tạo ra việc làm cho một số lượng lớn công nhân Mỹ và mở rộng đầu tư tại bang Nam Carolina, nước này. Công ty dệt may Kia Group của Trung Quốc đã mở một nhà máy sản xuất sợi vải tại bang Nam Carolina. Đây là bang có số lượng người khá ít, chỉ với 4 triệu người. Công ty Kia America bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2015, có 25 dây chuyền sản xuất và tạo ra sản lượng khoảng 60 tấn sợi mỗi ngày. Sau khi chúng tôi quyết định đầu tư tại đây, chúng tôi đã hứa với chính quyền Nam Carolina rằng sẽ tiếp tục đầu tư 200 triệu đô la Mỹ và tạo ra ít nhất 500 việc làm mới trong vòng 5 năm tới. Tôi nghĩ cơ sở sản xuất thứ hai sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ thực hiện cam kết của mình với chính quyền địa phương sớm hơn dự kiến. Lý do chính tập đoàn Kia của Trung Quốc muốn đầu tư vào Mỹ là bởi nguồn nguyên vật liệu có giá rẻ của Mỹ và các loại thuế trợ cấp ưu đãi, cũng như các dịch vụ tài chính cần thiết rất đa dạng. Tôi muốn cung cấp thông tin từ năm 2011. Kể từ khi đó, chúng tôi đã thu về 850 tỷ đô la Mỹ tiền đầu tư từ các công ty của Trung Quốc, đồng thời họ cũng tạo ra hơn 2.000 việc làm. Đó là một tác động lớn tới một bang nhỏ bé như của chúng tôi. Trong đó, lĩnh vực dệt sợi giữ vị trí quan trọng, và nó đóng vai trò quan trọng đối với bang Nam Carolina. Tất nhiên, vào thập kỷ 80, ngành sản xuất vải sợi đã bắt đầu từ khu vực châu Mỹ, Latin, rồi tới châu Á. Thật thú vị, giờ đây lĩnh vực này đã quay trở lại nước Mỹ, và họ mang lại những công việc rất tốt cho bang Nam Carolina. Kể từ khi công ty Kia đầu tư vào đây, đã có hơn 20 công ty của Trung Quốc cũng đầu tư vào đây trong năm 2016.